Ngày 7 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp hai phụ nữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng gồm Hoàng Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1988, trú phường Nam Lý, và Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1987, trú phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới. Thúy và Thủy khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, quen biết và công việc làm ăn, nên đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Thủy và Thúy nói có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được cho vay cao trong thời gian ngắn. Với thủ đoạn này, Thúy và Thủy đã nhận tiền của 6 người ở thành phố Đồng Hới với tổng gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích khác. Quá trình thu thập thông tin tài liệu xác định, Thúy và Thủy còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn với tổng trên 110 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác để bán cho những người nhẹ dạ cả tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1951, thường trú tỉnh Bình Dương, có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, ông này bị một nhóm người tiếp cận dụ dỗ tham gia đường dây mua bán thiên thạch với những chiêu trò thủ đoạn tinh vi. Nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của ông số tiền hơn 3 tỷ đồng. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện đối tượng cầm đầu là Hồ Hoàng Hôn, sinh năm 1973, thường trú thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện nghi vấn lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi. Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin tài liệu, lực lượng chức năng đã có căn cứ xác định Hôn và các đối tượng có liên quan có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội đặc biệt nguy hiểm, giá trị tài sản chiếm đoạt lớn, thực hiện tội phạm liên tục, phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, phức tạp, ngấm ngầm khó phát hiện. Đối tượng nhắm đến là người cao tuổi, nhà già cả tin nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Một số thủ đoạn các đối tượng thường thực hiện như cho người bị hại xem các đoạn video được các đối tượng sản dựng về đồng hủy kính, kim loại có tính năng đặc biệt, thiên thạch có kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn, phát ra ánh sáng lạ mắt. Ngoài ra, các đối tượng còn cho người bị hại xem hình ảnh về hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn, hình ảnh đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước thực tế là giả để tạo lòng tin đối với người bị hại, đồng thời cam kết nếu người bị hại đầu tư sẽ thu lợi nhuận hàng nghìn đô la Mỹ trong thời gian ngắn. Qua đấu tranh, đối tượng Hồ Hoàng Hôn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can đối với Hồ Hoàng Hôn, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý các đối tượng còn lại. Mới đây, tại km 118-250 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành dừng và kiểm soát xe tải van biển kiểm soát Bắc Giang, phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn nước hoa, kem chống nắng, nước giặt. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên xe này gồm 5.832 sản phẩm, 852 hộp nước giặt, 3.820 lọ kem chống nắng, 1.160 lọ nước hoa nhiều nhãn hiệu khác nhau, ước tính trị giá trên 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế kiêm chủ xe trú tại xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Phòng Cảnh sát Giao thông đã bàn giao toàn bộ hàng hóa, phương tiện và các giấy tờ liên quan cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Mới đây, ba đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 1, 5 và 15 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh gạo nằm rải rác trên địa bàn ba quận, huyện Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Hoài Đức, phát hiện dấu hiệu vi phạm giả mạo thương hiệu gạo Ông Cua. Gạo Ông Cua là thương hiệu độc quyền thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Gạo Ông Cua tượng trưng cho các dòng gạo ST, cụ thể là ST24, ST25. Gạo ST25 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Từ năm 2021, loại gạo này được bán rộng rãi tại thị trường Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2023, tại hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines, gạo ST25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua một lần nữa đạt giải nhất. Làm việc tại cơ sở kinh doanh hệ thống phân phối Minh Thu gạo sạch, số 281 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện hành vi đóng gói kinh doanh gạo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Tại đây, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 36 túi gạo Ông Cua ST25 loại 5kg trên túi, 3 túi Ông Cua ST25 lúa, tôm là hàng hóa thành phần có dấu hiệu hàng giả, 230 bao bì giả mạo chưa đóng, 700kg gạo dùng để đóng gói gạo giả mạo thương hiệu, một chiếc cân và một máy hàn nhiệt dùng để đóng gói gạo giả. Đồng thời, phát hiện và ghi nhận cơ sở kinh doanh sử dụng tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee có tên Gạo Ngon Minh Thu để đăng tải và bán các sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo. Đội quản lý thị trường số 5 và số 15 cũng đồng loạt kiểm tra cơ sở kinh doanh gạo Đình Phong, tổ 21 đường mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội,
cơ sở kinh doanh gạo Tuấn Lý, số 288, đường 422, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, và tạm giữ khoảng 100 bao gạo 5kg hàng thành phẩm, gần 1.000 chiếc vỏ bao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Trên 2.600 chiếc tem chống hàng giả, một chiếc cân, hai chiếc máy hàn nhiệt và một chiếc máy dùng để đóng gói gạo giả. Bước đầu kiểm tra cho thấy, hoạt động kinh doanh hàng hóa tại cơ sở kinh doanh trên đều có dấu hiệu giả mạo đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả về bao bì hàng hóa, ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, giả mạo mã số mã vạch của hàng hóa, giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức cá nhân khác, giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa. Theo đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 Hoàng Đại Nghĩa, ngay khi có kết luận bằng văn bản của chủ thể quyền về hành vi đóng gói sản xuất gạo giả mạo, nhãn hiệu và giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đội sẽ chuyển hồ sơ các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm trên để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường này do công ty trách nhiệm hữu hạn IQ School làm chủ đầu tư, hoạt động theo mô hình đào tạo liên cấp từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông. Năm học 2023-2024, trường thực hiện đào tạo khối lớp 6 thuộc hệ trung học cơ sở với 34 học sinh nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động do chưa hoàn thiện về cơ sở vật chất. Đơn vị chủ đầu tư đã có văn bản cam kết sẽ hoàn thiện vào tháng 4 năm 2024. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình đang phối hợp với các phòng ban của Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc thực hiện các cam kết của chủ đầu tư. Thời gian tới, phòng sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra và có hướng xử lý phù hợp.